Hello cả nhà. Hiện tại bây giờ thì mình đang đứng trước cái vườn bonsai của Nhật nha. Bonsai Pavilion. Thì bây giờ mình sẽ vô đây, mình sẽ coi tham quan những cái cây bonsai của những người nghệ nhân. Maple tree. Cái đó là gì anh? Có phải lá này giống như lá me nhưng mà bonsai kiểu cây thì vậy, gốc bự bự này. Gốc bự ha. Đây là đẹp nè. Trong đây họ trưng bày toàn những cái loại cây bonsai không cả nhà ơi. Mấy cái cây bonsai. Cây này lâu năm rồi. Cái gì? Live oak. California. Live oak gì đây hả? Live trong thách the tree nha. Cái gốc này. Phải không? Wow. Bự ha. Trời ơi nhìn cái gốc cây này đẹp chưa? Cây này là cây gì đây? Narrow leaf. Ficus gì đó không biết. 3.000 cây. Bự quá ha. Nhìn cái gốc nè, nhìn cái gốc nó cây đẹp quá ha. Bự đó chứ. Cây này cả trăm năm. Cây này là cây gì? Cork oak gì đó ha. Cork oak. Đây dạng thông thôi. Còn bên đây là cây Simbaku. Simbaku. Thông thôi. Đây đọc hay quá. Cái này thì không có lâu lắm đâu. Nhưng mà nó uống kìa đẹp không? Nó uống thì đẹp. Mấy cây này mắc tiền lắm nè. Super expensive luôn á. Em thích cái cây này nè anh nè. Em thích cái cây này nè, cái thân á. Mặc dù nó thẳng nha, mặc dù cái thân nó thẳng lên nè, anh thấy không? Nhưng mà nó bự nè, ở trên nó nhỏ ở trên nè, thấy chưa? Đúng rồi. Thấy không? Nó không có quằn quèo nhưng mà nó làm thành tầng tầng luôn đó. Thấy không? Cây nó lâu năm lắm. Đẹp, còn cây bên đây thì nó coi cái gốc nó kìa. Cây này quấn quýt luôn. Cái gốc này nó giống như cái dạng sứ vậy, thấy không? Cái lá đó. Cái gốc cái giống cái gốc như, gốc kiểu cây sứ nó có, nó mềm chứ nó không có cứng, rễ nó không có cứng. Cây này giống như cây thông ha. Đây là cây cái gì đây, Foemina tubiber là cây gì không biết. Wow. Luôn á. Cái gốc này cây tầng tầng nó nói anh à. 800 năm á hả? Trời ơi cây này. Lemon berry. Berry. Lemon berry nó estimate khoảng 800 năm. Wow. Em thấy cái gốc bự không? Nhìn em coi. Wow, trời ơi. Nè, những cái này nè anh thấy không? Ha. Nghệ thuật luôn á. Những cây về thôi mà người ta, những cái nghệ nhân người ta trồng ra những cái này hay ha, kiệt tác ha. Ha. 800 năm cái cây này nè mọi người. Mới vô nó nuôi sống. Wow. Mà sao đất đai gì không có? Không có mà rễ có chút xíu rồi nó nuôi sống. Đất đai gì không có, nó nằm ở trên một cái chậu mỏng manh vậy nè mà 800 năm. Dễ mang dễ sợ không? Cây này đụng vô là phỏng tay luôn. Bên đây mấy cây gì đây anh? Crab bắp. À đây, cây crab bắp. Ở gì crab bắp bồ vậy đó. Này nó không nói bao nhiêu năm ha. Cây này nhỏ. Wow, cây này với độc nè. Độc lạ luôn nè, cây độc lạ nè. Cái phần anh thấy giống như chết rồi phải không? À. Gỗ với nhánh này chết rồi nè. Nó còn một xíu đây. Bởi vì sao không? Bởi vì sao không?
độc lạ luôn á, hàng độc lạ luôn. Cúp ở nhà người ta làm rồi, người ta làm cúp tiếng nhận này. Biết nhưng mà sao nó sống nổi, con thấy không? Cái này nó broken. Nhưng mà nhìn giống như là cây củi khô luôn đó. Giống như khô mà bây giờ con thấy nó không có ghép. Mà ở dưới này thấy thôi. Cái tree. Thì cái loại tree này nè. Wow, anh thấy không? Nó giống như chết rồi nè, anh thấy nó broke rồi này. Nothing to connect the pot, right? Anh thấy không? Chết hết rồi. Nhìn như cây củi khô nè. Mấy cái này là chắc là mấy cái ống nước nó tưới á. Nó tưới á. Thấy à, này là mấy cái tiên ống nước á. Mấy cái ống nước tưới vô, người ta không có phải tưới như thế nào. Người ta xét sẵn rồi. Xét cái tham này mấy tỷ rồi. Tưới bao lâu rồi? Cây này đẹp không? Cây này là cây cây lựu. Cây này là cây lựu nè mọi người ơi. Cây này cây lựu nha, nãy giờ nguyên cái hàng là bây giờ mình dịch ra được cái này là đây là cây lựu đó, phong phật gì này, bom granite gì này, bom granite nè. Cây lựu là bom granite phải không anh Sành? Này là 80 năm nha. Trời ơi, quá ha. Cái này mấy gang tay anh đo thử coi mấy gang tay, anh đo thử coi. Mấy gang á? Hai gang. Wow. Hai gang là chiều rộng á, còn nếu mà chiều bông vòng nó là 4. Bao vòng mà hơn nữa. 45 gang á. Đó, nó làm nó trồng theo tầng tầng luôn nè, thấy không? Cái đó là nó uống nó tỉa, mà nó ngồi tới cái gốc á. Nhưng mà ở dưới này nó bự mà nó tròn ha. Trên đây nè. Đẹp quá. 80 năm nè, cây lựu 80 năm. Bên đây là cây lê phong nha, giống như là cây thông mà nhìn nó giống như nó bị khô, nó bị chết á, mà sao cây này nó tươi đẹp quá. Tiếp theo bên đây là cây gì? Trident maple. Trident maple gì đây nha, lạ quá. Cái này cũng hay ha. Cái này là khóc phạt em. Những cái tên tiếng Mỹ không mình không biết, tiếng Việt là cây gì luôn đó. Wow. Cái này nó không có nói bao nhiêu nha, mà cái lá nè cả nhà. Cái lá nhỏ nhỏ ha. Nè cái lưỡi nó đọc nè em. Em cái lưỡi này mới đọc nè. Wow, quá đẹp luôn cả nhà. Qua đây tiếp thêm một cây lựu nữa nha. Đây, cây lựu đây. Pomegranate nè. Đó, cây lựu nè. Cái này là... Wow. Giống như mấy chép khô luôn rồi. Nó lên này nó mọc. Wow, cái này người ta uống, người ta cắt kiểu gì hay quá vậy ta. Này. Giống như nó đốt luôn rồi, thấy không? Giống như nó cháy luôn rồi. Wow, đẹp quá. Thấy không? Tay này đọc nè. Ý, nó làm như vậy, giống như là cháy rồi nè. Mà nay nó còn nhánh nè. Mà cây này nó không có nói bao nhiêu năm ha. Có cây kia nó nói 80 năm á. Wow. Mấy cái cây mà nó không để năm mà chắc nó ít hơn. Dưới 100 năm á. Đây nè, nguyên cái hàng bonsai bên đây nữa nè. Đây là cây Japanese Black Pine. Còn cây đây là cây cypress gì đó. Đúng đẹp à? Cái cây này nhìn như một cái vườn giống như một cái rừng thu nhỏ, một cái đồ chơi. Đó, đây là những cái ống dây những cái cây ghim người ta tưới nước nè cả nhà. Xét sẵn hệ thống tưới nước cho mấy cái cây bonsai này luôn á, quá độc đáo luôn. Và wow, bây giờ đây nguyên một hàng bonsai này nữa nha. Rồi quay cho cả nhà coi nha. Đó, Monterey Cypress. Đó, đẹp chưa, giống như cây thông.
Ồ, cái này người ta có cột mấy cái dây, không biết cột mấy dây là chắc người ta đang uống á, người ta uống từ từ á, nó uống nó kéo nữa đó. Bên đây là đó cột pháp gì đó. Đây những cái gốc bonsai nè cả nhà, đẹp quá trời đẹp luôn á. Cây này đợi qua cây này nha, cây này là California juniper gì đó ha, là 200 tới 300 năm nha, đoán từ 200 đến 300 năm cây này nha. Wow, đẹp quá, cây mấy trăm năm luôn á. Nhìn mấy cái gốc cây nè, quá trời bự luôn á. Anh cái cây bên này 300-400 năm luôn nè anh nè. California juniper gì đó. Cây này nè. Mình thấy nó giống như nó chết luôn rồi. 300-400 năm đó. Giống như nó chết luôn mà. Thì bonsai là người ta cuốn lại. Wow. Mình cũng sợ rồi. Cây này là 300-400 năm đó. Có mấy cây mới đọc kìa. Cây bên đây thì 45 năm. Cái này cũng giống như một cái rừng nhỏ mẹ. Ừ, giống như cái rừng cây nhỏ. Mà hay một cái là không thấy đất đai gì hết nha. Nó có chút xíu cái mâm ở dưới à. Mà sao nó sống hay vậy trời. Bởi vậy mới gọi là mấy nghệ nhân ha. Một cái anh nhìn cây này lạ ha. Coi nè, gốc nè. Mà nó lên nó lạ nghe chưa? Cây này lâu năm lắm rồi. Mà không nói bao nhiêu năm hết trơn á, không nói bao nhiêu năm tuổi. Sao không? Ô liu. Ô liu. Ô. Bên cây này là cây gì ngộ vậy ta? Gì đó. Nà gì vậy, tanuki gì đó không biết luôn. Này có dạng thông. Đẹp. Đẹp ha. Dạ. Lá nó nhỏ. Ủa? Dạ. And for it. Chung bên là rap style. Cái này lâu năm lắm. Cái này black tie. Cái này silver fairy. Silver berry. Silver berry ha. Nó không có cho đụng vô cây ha, nó sợ á. Đây nó lấy mấy cái dây nó bấu rồi. Nó lấy mấy cái dây nó uống để nó uống mấy cây á. Nó làm theo hình nó mong muốn á ha. Anh thấy không, mỗi cái cây nè, cái loại cây nè, thấy không,
Cái này cái tên của người ta nè, tên của cái người nghệ nhân mà làm cái cây. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này là cây gì đây? Ficus group. Một cái gốc nó nằm, nó nằm xài lại ở dưới đất nè ha. Mà cái mâm chứ cái có nhiều đất đâu. Cái này nó sống trên sổ đất của đất ấy nữa. Đặc biệt của nó. Qua cây này, cây này 40 năm anh. Bên đây nè. Đây là cây gì đây nè, đó. Đoán là không đáng là 40 năm đó. Cypress. Màu sắc ồ lá đẹp quá ha. Lá thông. Có màu, lá màu đẹp quá. Đẹp chứ. Quá đẹp luôn. Bên đây, bên đây đó nè. Ginkgo hả? Ginkgo. Ồ, cái lá ngộ ha. À, tới giờ nó tưới nè, tới giờ nó tưới nè anh. Nó phun sơ sơ thôi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái giờ nó tưới không? Đó. Bây giờ nó sẽ phun nó tưới sơ sơ vậy thôi. Thôi nó mát. Nó mát. Tại mình đang đi chỗ nắng đó con. Cái này là cây đó. Đây những cái ống nước, những cái ống nước hệ thống nước nè. Tới giờ người ta xét sẵn tới giờ rồi thì những cái này nó tưới nó phun sơ sơ cho nó mát mát cây thôi. Đó. Hay ha. Hay. Bên đây là cây ô liu. Phun cho mát ở dưới gốc thôi. Này là nguyên cái gì shop Sohin bonsai hả? Nhỏ nhỏ không anh? Nguyên cái này thì những cái cây bonsai nhỏ nhỏ. Cây bonsai này là 80 đến 90 năm. Đó. Đẹp ha. Wow, đẹp quá trời đẹp luôn. Em thích mấy cái gốc à. Mấy cái gốc cây đảo quá. Mấy cái này trẻ rồi chụp cuối. Này làm mấy cái nó cuối chưa nóng lên tét à. Mấy gốc này nấu bánh tét được. Nấu ăn trường xanh bất tử luôn á. Cây này 4-500 năm. 4-500 năm nè, đó cây này nên là lấy đi. Này độc nè. Cây nào này, cũng độc hết trơn á. Anh xích ra em coi cây này coi. Tên nè. Này 4-500 năm nha. Rồi lấy cây này tụm củi đang trường xanh bất tử luôn chứ không phải là bất lão nữa. Một là lục đồng tổng, hai là lục bắp, ba là chưa nấu bánh tét. Đẹp quá, đẹp quá ha. Mà cái thân nó trắng chặt luôn anh. Nó già rồi đó, là nó còn nó khô nó sống luôn á. Thì đó nè, bởi vậy nó mới giá trị nè. Em thấy nó dễ sợ luôn. Nó giá trị rồi cứ không khúc này nó chết rồi. Là cái chỗ chết đó. Nó mới giá trị. Đẹp quá. Đây nè, giống như mấy cái này. Cái cây đó bảo mấy bao nhiêu tiền ta? Ồ, mắc lắm. Mắc lắm, ai mà không biết mắc lắm, trời mắc lắm là nhiêu biết đâu. Anh nghĩ trong số mấy chục triệu thì không có cây chơi. Năm tới 400 năm.
Còn cây này là pomegranate nữa nè. Nhiều loại lựu ha. Đây. Lựu pomegranate nữa này. Ồ, em thấy cây này lạ nha. Cây gốc nó có chút xíu thôi nha. Cây gốc nó không có nè, nó bị hỏng nè. Nó có chút xíu chỗ này thôi. Giờ nó đâm lên nữa nè. Đó, chờ em xíu, chờ em xíu. Đó, thấy không? Anh, nó quằn 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 lên nè. Trời ơi, đẹp quá. Qua cây này nha, qua thêm cây nữa bên đây. Trời ơi, cái hình nè, nó nghiêng qua nè. Thân nó y nghiêng qua nè, nó nằm lại qua, đẹp chưa? Rồi bây giờ coi thử bao nhiêu năm. Đây, cây này là khoảng 300 tới 400 năm. California juniper nữa. Đó. Quá đẹp ha. Nó nằm cong, nó nằm nghiêng qua, nó là dễ thương không? Uyển chuyển, nghiêng qua bên đây, nghiêng mình qua bên đây luôn. Đẹp quá. Đẹp quá chừng luôn á. Bonsai. Hay anh ha, bây giờ nó từ nhỏ nhỏ nè, nó kéo mấy cái dây nè anh. Đúng rồi, nó kéo từ từ. Kéo từ từ ha, rồi công nhận hay thiệt chứ. Đẹp quá. Rồi. Đây là khu vườn Nhật, chuyên môn về những cái cây bonsai đó cả nhà. Đẹp quá trời luôn. Rồi, mình sẽ ngừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video kế tiếp của mình nữa nha cả nhà. Bye cả nhà.